ngoài cái vấn đề áp dụng công nghệ sản xuất nano màng sinh học thì Nile Beauty còn có những thành phần rất tốt và quý hiếm sau đây. Đầu tiên, chúng ta có thể thấy rằng có nano glutathione. Cái thứ hai nữa, một cái thành phần cũng không kém quan trọng ở đây chính là collagen. Một thành phần nữa mà chúng ta cũng hay thấy nhắc đến ở trong những cái sản phẩm mỹ phẩm đấy chính là nano curcumin và rất nhiều những thành phần khác như đan sâm, huyền sâm, elastin. Đây là những cái thành phần trong vấn đề chống lão hóa không thể thiếu được, bởi vì khi chúng ta có những thành phần ở đây thì nó sẽ có tác dụng làm săn chắc cái cấu trúc nền của da này, làm cho cơ thể khỏe, chống đỡ thải độc đối với môi trường bên ngoài và đồng thời lại chống được lão hóa, ngăn ngừa tạo nám và các cái vấn đề khác ở trên da. Đặc biệt, Nice Beauty là sản phẩm. Trên toàn quốc với hàng nghìn thành viên và giúp hàng nghìn phụ nữ tự chủ kinh tế, xóa tan nỗi lo về làn da, đem đến hạnh phúc và sắc đẹp cho các chị em. Hãy trở thành người phụ nữ xinh đẹp và tự chủ ngay hôm nay. Hiện nay Nice Beauty đang tuyển đại lý, nhà phân phối trên toàn quốc để góp phần sẻ chia và giải cứu làn da cho tất cả các chị em phụ nữ. Bốc máy lên và liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay. Bốc máy lên và liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.